Chẳng mấy ai lại hình dung ra được, đây là con đường đã được đầu tư tới hơn 30 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp từ bê tông lên thảm nhựa asphalt. Và đây cũng là con đường đi lại của hàng chục hộ dân, khu 5 hay còn gọi là xóm ngoại, xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ với bên ngoài. Các hộ dân ở đây bức xúc cho biết đã đề nghị nhiều lần với chính quyền địa phương để sửa chữa nâng cấp tuyến đường này, nhưng cho tới nay thì nó vẫn như hàng chục năm trước như thế này. Qua con đường nhỏ và lầy lội, có mặt tại gia đình ông Đinh Ngọc Liên, phóng viên báo Dân Sinh đã phần nào hiểu được lý do tại sao con đường duy nhất dẫn vào khu 5, xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ vẫn là đường đất. Mặc dù xã Thụy Vân đã được công nhận là xã nông thôn mới, ngay cả con đường dẫn vào nhà ông Liên cũng vẫn là đường đất chứ chưa được kiên cố hóa. Nhiều hạng mục nhà ông Liên cũng đã và đang xuống cấp. Khi hỏi về việc tại sao công trình xuống cấp như vậy mà không sửa chữa thì ông Liên cho biết. Tôi được cắt đất từ năm 1994 đến bây giờ. Khi tôi làm việc đó, xã gặp nhiều khó khăn cho việc gia đình tôi. Bây giờ gia đình tôi nhà đang đổ đây rồi. Mà tôi muốn vay để tôi sửa sang nhà thôi. Chúng tôi muốn vay tiền thì là không có cái cơ sở gì để mà chúng tôi ra ngân hàng chúng tôi chưa trước được. Đã đề nghị xã nhiều lần nhưng xã không làm bìa đỏ cho chúng tôi để chúng tôi lấy cái bìa đỏ chúng tôi chứa chấp để chúng tôi vay tiền của ngân hàng. Làm cho cuộc sống chúng tôi rất là vất vả. Thuế, nhà đất tôi đóng đầy đủ, hàng năm tôi đầy đủ, chấp hành đầy đủ. Được biết khu 5 hay còn gọi là xóm ngoại, xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì có 68 hộ có đất đấu giá hàng năm. Các hộ dân này vẫn đóng thuế nhà và đất đầy đủ. Thế nhưng cho tới nay, các hộ dân này vẫn chưa được cấp sổ đỏ. Nói về lý do tại sao chưa được cấp sổ đỏ, bà Tạ Thị Sử rơm rớm nước mắt cho biết đã rất nhiều lần kiến nghị với Ủy ban Nhân dân xã Thụy Vân để được cấp sổ đỏ. Nhưng cho tới nay thì gia đình bà cũng vẫn chưa được cấp. Sau khi mà có cái chính sách cắt đất thế và thông báo là cắt đất ở Hồ Mạc Quan, thì coi như mẹ con tôi xin về đây. Từ năm 94 thế đến bây giờ là tôi rất nhiều lần xuống xã rồi. Thế tôi xuống tôi đề nghị với địa chính thì người ta cứ nay hẹn tôi. Tôi xuống đến 3-4 lần rồi mà tôi đề nghị là coi như làm bìa đỏ cho tôi. Phải thế nào thì tôi chịu. Thế tôi bảo là bây giờ coi như các bác nhà tôi nó có hoàn cảnh lắm. Hai cháu ăn học, bố nó thì hay ốm đau. Thế còn tôi thì già, 70 tuổi rồi, gần hết đôi người rồi. Thế nên tôi mới bảo là để tôi vay vốn để tôi làm cửa làm nhà. Về cố gắng để vay mượn để làm cho. Thế cuối cùng quay lại coi như là phải vay mượn coi như khi phải đi vay lãi để làm cái cửa thế nhà. Nhưng sau khi làm xong thì để làm cái bìa đỏ thì không làm được. Căn bản là hai cháu nó ăn học. Toàn học cấp 3 tôi có mỗi mẹ nó làm. Tôi phải vay mượn để coi như tôi chăn nuôi. Không cho vay. Tôi vay là được bởi vì là tôi không có bìa đỏ thì tôi không vay được. Bây giờ thế chấp một cái bìa đất không có bìa đỏ mà thế chấp cái đất mà người ta cắt cho thì người ta không cho vay. Thế cho nên là tôi phải đi vay ngoài vay lãi để tôi làm cửa làm nhà. Sau khi tôi làm cửa làm nhà xong thì tôi để những cái xã là cháu nó ăn học thì tôi đi vay vốn để chăn nuôi. Không thể nào vay được. Cái bìa đỏ tôi thấy thật đúng là vất vả quá. Bởi vì tôi già này mà tôi đi bao nhiêu lần không được. Có hôm tôi xuống phải nói là tôi về tôi nghĩ cực cái chỗ là mình già thì mà người ta còn quát lắm. Bà xuống thì bà xuống mãi. Bảo tôi thế. Các anh thấy cái đường này thì khổ quá. Các cháu đi học. Thỉnh thoảng chúng tôi đi xe đạp mà có khi còn lao cả xuống ruộng đi. Nó mưa mà nó trơn. Đi chợ dắt từ đây vào đến làng. Mới ra được chợ. Thế chú tính là cũng khổ. Rất khổ. Ở ngoài này chúng tôi khổ lắm. Tại sao một xã thuộc đô thị loại 1 và là xã nông thôn mới lại có những con đường lầy lội bùn đất, hàng chục hộ dân vẫn ngày đêm thấp thỏm lo âu vì chưa được cấp sổ đỏ? Số tiền làm đường đã đi đâu? Vướng mắc trong việc này là gì? Báo điện tử Dân Sinh sẽ tiếp tục thông tin.